Theo trình báo của anh Lâm Quang Trường, 28 tuổi, quê Lâm Đồng, rạng sáng ngày 28 tháng 3, tiệm điện thoại của anh trên đường Quách Thị Trang, xã Phú Thạnh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, bị một đối tượng phá khóa đột nhập vào trong. Sau khi dọn sạch điện thoại và máy tính bảng để trên bàn, đối tượng ra xe, lấy thêm một bao tời và gom hết số điện thoại còn lại, bỏ vào rồi rời đi. Theo anh Trường, tiệm bị mất gần 30 cái điện thoại, trong đó có nhiều máy của khách. Ngay sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự công an huyện Nhân Trạch đã tới khám nghiệm hiện trường, truy xét thủ phạm.